cả gan và dám mua căn nhà như này, nghĩ sao dám mua căn nhà như này, cả gan quá, anh dũng cảm. Đây là cái trần giả mà tôi vẫn thiết kế như thế này luôn được này, trần giả đấy, là dùng tôn xong bắt đầu đổ xi măng lên, ha. Đấy, như người ta sẽ làm một tấm đổ một gạch xi măng lên chứ không để cái tấm thô như và lấy được của anh, anh hiểu ý không? Khi làm trần giả xong bắt đầu người ta gạt dùng cái miếng thằng cát ấy, xong người ta cố định lại, xong rồi người ta đổ trà gạt cái miếng gạt xi măng cát lên như một tí đá mi 1-2 á, thì tạo thành nó không nồi lõm như nó trên ấy, đi nó không nằm thòng, anh hiểu ý không? Đây là cái phần thật của nhà như thế này, dưới cứ một thật một giả, một thật một giả đúng không? Đấy, căn nhà này nó thật này là họ đi sai loa hết, tất cả cái vách này đúng ra là phải có loa này. Rồi em sẽ đi lại cho anh toàn bộ cái loa vách này luôn nhé. Loa vách này bởi vì con chim đi lên trong vách ấy là nó phải có loa ở đây, anh hiểu ý không? Nó men theo tường, nó đi thẳng theo cái đường này vào, anh hiểu ý không? Mà đây người ta lại cứ đi ở dưới cái này thôi là thôi rồi, thấy chưa? Đây em giờ phải đi làm lại hết loa cho anh nhé. Nhà này là không có chim, là em tối em thắp điện em làm cho anh luôn, ngày mai xong xong cho ngôi nhà nhé. Đâu có tổ nào đâu, đúng không? Đây hàng năm, hàng mấy năm trời không nổi nó một tổ chim mà, đúng không? Duy nhất có một tổ này thôi, đúng không? Đấy, bây giờ em sẽ làm cho thì chấp nhận thôi. Đấy, phân do này này, anh đồng hành với em đi làm cho nhanh, tại vì công việc em nó nhiều quá. Đấy, em sáng mình phải chăm sóc cái nhà yến này. Đấy, em sẽ bố trí gây vợ làm lại cho anh cái nhà yến cho anh thành công thôi, không? Đấy, làm đồng hành lại cho em dẫn chim cò đàng hoàng. Đây loa đi sai hết này, đúng không? Cái vách này nó đi vào chim không có loa dẫn kia vào trong nhà là hết. Đây, dọc cái điều này là không có một cái loa dẫn nào luôn này, đúng không? Mà loa trên đây cái loa nào là dẫn này. Ui thế giờ thì Dũng ra làm lại hết chứ không có cái chính sách nào hết đấy. Em không biết cái nào có dẫn cái nào. Bây giờ là gần như một em phải làm cho anh làm lại hết luôn đấy, từ A đến Z luôn. Nghe chưa? Đấy, từ cái nhà yến của anh nó sai hoàn toàn luôn, biến thành cái nhà đúng. Đó. Nhưng mà em không biết phân biệt cái loa nào là loa dẫn, em sẽ làm đấy. Em sẽ làm cho anh là cái như cái này là cái gọi loa dẫn này. Nó dẫn nhưng mà khổ nó dùng cái nói đồng. Nó âm nó cứ choáng. Yeah. Nó không đúng tiếng phim của nó. Yeah. Anh hiểu ý không? Yeah. Đấy, cái gạt nó dẫn nhỉ? Đó, anh thấy không? Đồng giống nhau hết này. À, đấy. Thế là không phải loa của nó nên em phải thay toàn bộ loa cho anh. Nha. Yeah. Rồi làm cho anh toàn bộ hệ thống loa dẫn hết cho anh, lại cho anh hết. Chứ không có để cái căn nhà như này được. Trời ơi, làm nhà này này. Anh cũng cả gan anh dám mua cái nhà như này, nhưng không sao, anh gặp may là anh gặp em sửa cho anh thôi. Yeah. Không vấn đề cả này, phân tích quá trời này luôn này. Buổi sáng mai ấy, nếu mà anh mượn được cho em một cái máy dịch xịt lửa về nhà để sửa xe thuê thôi. Dạ. Yeah. Thuê một ngày đi, thuê máy rửa xe á, em rửa sạch sẽ hết cho anh luôn. Tối nay em sẽ làm hết tại mai cho anh. Nhà này không có chim đâu, mà sợ nó bỏ đi ha. Gỗ mốc này, cái gỗ mốc này em phải xử lý gỗ lại cho anh này, ha. Đấy chưa? Yeah. Đấy, đây nhà này loa xa hết, em sẽ đi làm lại hết loa cho anh. Đấy, là anh thấy sai hết này. Đấy, không có con chim nào đi ở dưới cái nhà hết, con chim bao giờ đi ở vách nhà trước, anh hiểu không? Yeah. Mà đây nó không có một cái loa nào ở vách này. Đấy, bây giờ cho em thiết kế em phải làm lại cho anh hết cái nhà này. Dạ. Yeah. 4 năm rồi đi được một tổ chim thì đúng là thật là đau khổ. Đấy, nhưng mà không sao, em nghề em đi sửa, em sửa cho anh hoàn thiện ngôi nhà thôi. Mày dù trễ về tí nhưng mà sáng nay em phải đi chăm sóc với 3 căn kia. Dạ, cá có coi điện thoại em đi chăm sóc. Dạ. Nhà nó vẫn là ok thôi. Nhưng bảo từ dạ. Đây, đấy là cái nhà như này được xếp rồi. Đó. Phân kích như này là xếp này. Đây, phải rửa sạch hết cái này. Lâu nhiễm hết, em làm sạch sẽ hết. Dạ. Đấy, em không có cái phân như thế này đâu. Như thế này là cái một yếu tố thất bại này. Đấy, một yếu tố thất bại của nhà yến là nguyên nhân từ đây này. Ha. Đấy, tí mình phải rửa sạch sẽ cái nhà này đi. Đấy, dọn hết. Thôi thợ một công về chủ một nén ha. Anh phụ em cái phần này, còn em sẽ làm một kỹ thuật cho anh. Nhé. Yeah. Không có sao cả, phối hợp nhau làm thôi.
vì thời gian nó không có nhiều, em chỉ làm cho anh được một tối đa là ngày chiều mai là phải xong hoàn thiện hết rồi ha. Thôi anh em bắt tay vào công việc làm thôi, em sẽ chỉ chân một quần đùi để làm nó biết sao rồi không sai hết đây này, cho nó dẫn này thùng nó dẫn này tao chim cò gì anh hả, mà nó có kêu đâu, tao chim nó máu ở đây có lông ở đây nè, tiếp cả để này đấu được đúng không, cắt đóng điện đây rồi em cắt nò rồi em đấu làm cho anh thôi, ra hồ với nhà chim ngay nhá. Đấy, đấy này là hai sàn, sàn trên kia cũng vậy thôi, đâu kém gì, cũng như nhau thôi. Đấy, phân ở trên cái đầy kìa, nó vào bên kia nó xuống rồi, đâu xuống đây đâu. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, không sao hết, đi. Mình thì phải làm thôi, ra không có cách nào khác, sửa sửa lại thôi. Nha, chân thận nó bắt tay vào cái việc mà mình làm thôi. Đấy, phân cửa dọn nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ hết. Nó chim nó màu cam này, cái này là cái thất bại của nhà chim này, cái nguyên nhân thất bại này anh này, nguyên nhân thất bại này cái này này, thấy chưa? Đấy, nguyên nhân thất bại này như cái này này, đấy, đấy, thôi, thấy chưa? Nguyên nhân thất bại là đi loa sai này, thấy chưa? Đúng không? Loa sai hết, tùm lum hết, em làm lại cho anh hết thôi. Đây. Một thời là vang bóng đấy, cái này là thua nè, để tôi quắt hết nhà hết không giải được, mình phải giặt hết nha, cái máy gà này lấy hết này, nó không nổi một tổ chim mà đúng rồi, thấy chưa? Rồi cái này giải trùng ra coi xịt mình dùng máy để xịt nhé. Đây là công mong máy đi. Rồi bây giờ bắt tay vào công việc làm thôi. Đây này, đây là loa dẫn này. Đấy, nhà này không đồng loa. Cái loa mỗi loa tùm lum loa hết rồi. Mỗi chỗ một kiểu loa là thua rồi nhé. Đây này còn phân ra này tùm lum loa hết. Rồi làm như vài tháng sau này có kết quả nhé. Dạ.